Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với xe máy Thanh Minh Phát 24 giờ. Hiện tại thì bên mình về hàng rất là nhiều anh em. Đây, như anh em đã thấy là hàng để ở ngoài, ở trong kho rất là kín rồi. Và ở đây là bên mình để rất là nhiều hàng. Đa số những hàng này là mình đặt tất cả 100% đều từ chính hãng hết, từ các nhà máy của Yamaha nha anh em. Mời anh cameraman mình đi vào đây, mình sẽ cho anh em đi sơ lược qua về cái kho phụ tùng của nhà mình luôn. Hiện tại thì bên mình thì có rất là nhiều tất cả các mẫu phụ tùng luôn, từ những đời xe 2010 cho đến những đời xe 2023 luôn anh em ha. Đây và đây ạ. Đây nha anh em. Một cái kho, thực sự đây là những cái kho ở đây bên cạnh mình, đây là những cái hàng mà mình hay xài thì mình để đây thôi. Còn ngoài ra nữa thì mình có 4 cái kho phụ này nha anh em. 4 cái kho phụ thì có đầy đủ hết tất cả các hàng. Và đây là anh nhân viên kho bên mình ha. Anh này sẽ nhận là báo giá cho anh em về những món phụ tùng của bên mình. Như anh em đang thấy ở đây thì rất là nhiều những phụ tùng nhỏ, như bên đây là mình có những con ốc này, hay là những con tán này anh em. Và thì đối với những cái phụ tùng này thì hiện tại là bên mình đang có chiết khấu tất cả là đều 10% hết luôn nha anh em. Dành cho những anh em nào mà mình đang làm nghề sửa xe, hay là những anh em mà mình đang có nhu cầu thay thế phụ tùng chẳng hạn, thì anh em có thể liên hệ qua số hotline là 0346 777 999, bên mình sẽ báo giá cho anh em. Còn nếu như anh em cần số lượng lớn, ví dụ đơn hàng tầm 100 triệu thì bên mình đều có thể đáp ứng luôn anh em ha. Thì bên mình đang có chạy chương trình, mọi người lưu ý chương trình của mình là áp dụng là chiết khấu 10% luôn nếu như đơn hàng lớn của anh em, và có miễn phí vận chuyển luôn cho anh em ha. Ngoài ra nữa thì ngoài phụ tùng chính hãng ra, bên mình có phụ tùng của Honda này, phụ tùng của Yamaha này, Suzuki này, SRM này, từ các đời xe 2010 luôn. Anh em xe cũ xe mới gì anh em cứ liên hệ cho mình đều có hết nha anh em. Ngoài phụ tùng ra thì bên mình có những cái dung dịch carbon này mọi người. Chai dung dịch carbon này á, thì nó là xúc rửa động cơ và tăng cái tuổi thọ của máy. Ngoài ra nữa là khi anh em xúc rửa động cơ á, thì từ đó cái động cơ của mình trở nên sạch sẽ và chạy nó mượt mà hơn. Đối với những anh em mà dùng những dòng xe côn tay á, thì bên cũng có luôn cho anh em là những cái dầu bôi trơn và bảo dưỡng sen xe xích xe cho anh em ha. Những cái này thì những cái không thể thiếu được dành cho những dòng xe côn tay hay là xe số. Anh em hoạt động nhiều á, thì xe nó sẽ có những cái mảng bám không cần thiết ở trên xe, những cái đó thì nó sẽ tác động lên động cơ của anh em, chạy lâu thì nó sẽ không tốt. Những cái hàng này thì bên mình đều tất cả là đều là chính hãng từ Honda Việt Nam nha anh em đó. Những cái đơn hàng như thế này, đây là những cái đơn hàng để trưng bày dành cho những anh em thợ ở ngoài để anh em thử sửa chữa thay thế và bán lẻ cho khách thôi. Còn nếu như anh em muốn lấy số lượng lớn tầm một thùng hay là 10 thùng hay là 100 thùng là bên mình đều có hết cho anh em và có chiết khấu đầy đủ luôn cho anh em nha. Đây nha anh em. Và cái dung dịch này thì cái chai này thì cũng là một cái chai rất là mới của Honda Việt Nam này. Chai này cũng là vệ sinh sen xe động cơ. Tuy nhiên là cái chai này dung tích nó lớn hơn và cái hiệu suất của nó cũng tốt hơn. Những anh em chạy xe con tay như là xe chia Sonic Rider á, hay là những em chạy Winner X chẳng hạn, mua chai này thì mình vệ sinh xe thì nó ok nhất. Những cái anh em lưu ý nha, những cái chai vệ sinh ở bên ngoài thì có lẽ giá của nó sẽ tốt hơn, tuy nhiên đó anh em có chắc chắn là nó là có chính hãng hay là không ha. Ngoài ra nữa thì bên mình cũng có các loại như là nước mát luôn nè mọi người, nước mát dành cho cái dòng xe tay ga nè, hay là xe số nè, dùng nước mát chính hãng thì nó là vẫn là tốt nhất anh em ha. Tiếp theo đó là bên mình cũng có dòng nhớt, như những dòng nhớt này là nhớt cao cấp nhất của Honda Việt Nam nha anh em. Nhớt này là chai nhớt này là nhớt đen. Nhớt này thì gọi là một dòng xe tất dầu nhớt, dầu nhờn tổng hợp của Honda Việt Nam á. Những anh em thường hay thay thế những cái nhớt ngoài á, anh em có nghĩ là thay thế nhớt ngoài thì nó sẽ mạnh hơn, tuy nhiên á anh em phải hiểu một điều rằng nếu như á mình thay đối với những dòng nhớt ở ngoài á có lẽ nó mạnh hơn nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với xe mọi người ha. Đối với những dòng xe chính hãng, ví dụ ở một trường hợp anh em thay những cái nhớt ở ngoài nó tăng cái hiệu suất động cơ, tuy nhiên á nó là không có phù hợp với xe của mình, giảm cái tuổi thọ của động cơ đi, đó là một cái điều mà đáng buồn ha. Ngoài nhớt ra thì nói chung tất cả các phụ tùng chính hãng của Honda là mình đều có hết luôn cho anh em, từ A đến Z, dòng phụ tùng nào bên mình cũng có luôn. Và hiện tại thì bên mình cũng nhận được rất là nhiều đơn từ những tiệm sửa xe hay là từ những trạm sửa chữa xe hay những trung tâm sửa chữa xe dành cho khách hàng. Anh em nào cần thì có thể liên hệ qua mình có số hotline là 0346 777 999, thì mình sẽ tư vấn cho anh em, và anh em muốn lên đơn thì anh em có thể gửi đơn qua cho mình.
mình ship tận nơi luôn cho anh em ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.